hai anh em và ba con quỷ. Chú hai này, ba mất cũng gần được một tháng rồi. Anh em mình cũng nên tính tới chuyện chia gia tài chứ nhỉ? Chia gia tài ư? Ý anh là sao ạ? Chú cũng đã đến tuổi lập gia đình, nên có một cơ ngơi riêng, không thể ở chung với anh chị mãi được. Vậy anh tính thế nào ạ? Nhà anh chị đông người, lại còn có các cháu nhỏ. Thế nên anh chị sẽ lấy căn nhà này, còn phần chú là mảnh ruộng ngoài kia. Chỉ có mảnh ruộng ngoài kia thôi sao? Nhưng đó đâu phải là nhà ạ? Em biết ngủ ở đâu đây? Chú phải tự biết dựng lều lên mà ở chứ. Cho chú mảnh ruộng là nghĩ cho chú nhiều lắm đấy. Việc làm ăn nhà mình từ mảnh ruộng ấy mà ra chứ đâu. Anh chị chỉ có nhà, sau này chưa biết kiếm việc gì để làm đây. Anh chị đã tính vậy thì em xin nghe theo. Ngày mai em sẽ dọn đồ đi ạ. Đợt này hạn hán kéo dài, đất ruộng khô cằn thế này, làm sao mình gieo trồng được, chắc phải bỏ xứ mà đi thôi. Tối rồi, mình mà đi tiếp, không khéo gặp thú dữ thì nguy. Kiếm chỗ nào nghỉ tạm, rồi ngày mai trời sáng lên đường sao vậy? Đây rồi, có chỗ ngủ rồi. Này, hôm nay ta mới phát hiện ra một bí mật đấy. Bí mật gì thế? Cái làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Ôi dào, tưởng chuyện gì. Cũng ở cái làng ấy có nhà trồng một rừng trúc, trong đó có một cây trúc bảy đốt. Nếu như ai có thể lấy được cây trúc ấy làm thành kèo nhà, thì hàng đêm vàng bạc khắp thế gian sẽ tự động mà bay đến. Ta cũng biết có một ngôi nhà ở đầu làng mà có cái ao nhỏ rất sâu. Ở dưới đáy ao mà tìm trong lớp bùn thứ ba thì sẽ thấy được một chum vàng thôi. Ai mà có chum vàng đấy thì sẽ giàu lắm. Đây rồi, đây chính là ngôi nhà mà con quỷ thứ hai nói. Được, tôi sẽ nhận cậu vào làm, cố gắng chăm chỉ nhé. Vâng, cảm ơn ông, tôi sẽ cố gắng ạ. Đây rồi, đúng cái trúc ấy rồi. Mình sẽ xin ông chủ sau này khi có cơ hội sẽ dùng đến nó. Còn bây giờ mình sẽ tìm đến cái ao đó. Sao, cậu muốn thuê cái ao của tôi để nuôi cá ư? Vâng, nếu được, hàng tháng tôi sẽ vừa trả tiền thuê ao, vừa biếu ông những con cá tươi ngon nhất ạ. Thôi được, cậu cứ tự nhiên dùng cái ao đó đi. Vâng, cảm ơn ông ạ. Con quỷ đó nói quả không sai. Mình phải đánh dấu chỗ này lại, chờ thời cơ thích hợp mới đào lên được. Làng thượng ở bên kia đồi ấy có một cánh đồng rất rộng, nhưng lại bị bỏ hoang vì chẳng bao giờ đủ nước để cấy. Nhưng lũ người ngu ngốc lại không biết rằng chỉ cần đào bật cái cây đa lớn ở đầu làng thì một nguồn nước dồi dào sẽ phun lên. Đến lúc đó thì tha hồ nước mà tưới. Tôi đã có cách mang nước về cho dân làng rồi. Thành công rồi. Chúc hai vợ chồng trăm năm hạnh phúc. Chúc mừng cô dâu chú rể nhé. Đã đến lúc mình cần đến cây trúc bảy đốt và chum vàng dưới đáy ao kia rồi. Chỉ trong mấy tháng mà thằng hai lại trở nên giàu có như thế ư? Thật không thể tin nổi. Chắc là gặp được tiên rồi mới phất nhanh lên như thế. Ông hãy mau đến tìm chú ấy để hỏi cho ra lẽ đi. Được, tôi sẽ đi một chuyến xem sao. Theo lời thằng hai thì lát nữa sẽ có ba con quỷ đến đây trò chuyện. Mình chỉ cần chờ là có thể nghe hết bí mật của chúng rồi. Hôm nay quả là một ngày may mắn. Ta đã ăn thịt được hai người đấy.
Ta cũng bắt được ba người, nghĩ lại mà vẫn còn thơm thèm. Giá mà có người ở đây thì tốt nhỉ. Ai? Kẻ nào đang ở trên kia? Ôi, ôi, khi không có mồi ngon dân tận miệng rồi.